Rồi, xin chào quý anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em lại quay trở lại quán đồ cũ. Vào đây có mấy bộ loa JBL cũng như là mấy cái của thằng mấy bộ loa con khá là đẹp nên em cũng quay lại với anh chị cô chú cùng xem. Trước mặt em đây là một cặp JBL 2446Z và một cặp bát 40 của JBL 2226H. Em sẽ review cho các anh chị cô chú xem một số thông tin người ta có niêm yết đấy nhé. Còn cái cụ thể như thế nào thì nhớ bác hỏi test ok thì lấy, mang về test ok thì anh lấy. Như vậy thì em không làm được luôn nhanh. Tại vì sao ạ? Vì ở quán người ta đã test ok, người ta mới niêm yết bán. Có bảo hành tại quán này là 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng, 1 năm tùy hàng. Đấy chứ không phải là họ bán tu mù. Và em mà mang về, nếu quý vị anh chị của chủ họ không ưng không lấy thì lúc đấy chết em, vì giá của những cái này rất là cao. Rồi em sẽ review quý vị anh chị dùng xem này. Đây trước mặt em đây là một JBL 2446J. Pe là một cặp hành 3 tháng, giá là 65.000. Đấy. Bảo hành 3 tháng. Không có rõ năm sản xuất nữa. Nhưng mà nói chung là bề ngoài thì còn rất là ok. Cái này được bọc bằng cái lớp kiểu là vải nhung hay là vải gì, vải sơ sơ này không biết gọi là vải gì. Còn trước đây là một cái màng sponge để tránh bụi bẩn. Đây và bên trong nó đây kèn. Đây là một cái họng kèn rất là to. Họng kèn này thì có mã của nó là model 2386, sản xuất tại USA. Đây là một cái loa kiểu kèn. Đấy, đây là mặt sau của nó, đây là mặt trước của nó. Sau đây quý vị này, sau thì có cái thông tin của cái họng kèn này. Đây của cái loa thì là 2446. Tuy nhiên cái gồm cái kèn và cái này thì nó hộp lại thành cái loa, thì cái phần đằng trước mã trên 233 mà em vừa mới quay. Còn cái mã của loa thành phẩm thì là 2446Z 16 ohm khủng đấy. Của sản xuất tại California, USA này. Mic nguồn các thứ này. Có hai cái ổ cắm, một cắm ra một cắm vào. Đấy, đây là cái này thì nó bề ngang tầm 30, dọc thì 50, sâu thì nó phải tầm 60, khá là to nặng. Ủa rồi nặng lắm, cái này chắc phải một cái họng kèn này đi chắc phải 20 cân, nặng thật. Giá 65.000 này tương đương khoảng tầm 14 triệu rồi nhé quý vị nhé. Một đôi loa họng kèn vậy á. Đây, còn bên này quý vị cũng xem, nhưng mà hơi tối. Còn bên này là một cặp loa này. Cụ loa 2226H, giá 50.000. Chưa thuế. Thế vào là 55.000. Đây. Cũng bảo hành 3 tháng. Không có năm sản xuất. Vì là một cái bộ này không thôi. Đây là mấy cái phần dây vào dây ra của nó này, JBL JBL. Con này cũng sản xuất tại USA nha quý vị. Con này là trợ kháng là 8 ohm. Đường kính là 40. Đấy. Rất là khủng. Con này giá của nó là 55.000, sáu thuế 55.000 tương đương khoảng tầm 12 triệu rồi. Chứ kệ là nó rất là nặng. Nặng lắm. Công suất nó là 600W nha quý vị nhá. 8 ohm 600W, rất là khủng. Sau bên này thì mấy bộ dàn tivi các thứ, thì mấy cái này thì nó cũng bình thường mà giá các thứ em cũng muốn quay nữa.
vì cước cao hơn là hàng. Chỗ này là có bộ JBL 34312M series 2 hàng mới 100 xin pin. Cũ nhưng chưa dùng sao ấy, gọi là xin rồi gì? Full pin. Xin full pin. Hàng mới mà chưa cũ mà chưa sử dụng. À dạ. Bảo hành 1 năm luôn. Giá 55.000. Chưa thuế. Thuế vào gần 60.000. 60.000 thì cũng khoảng tầm 13 triệu rồi. Mà con này không tí, sao đắt nhỉ? Nó thật. Công suất nhập lực là 75W và điện trở trở kháng 6 ohm. Nói chung là hàng mới nên là đầy đủ hết giấy chứng minh các thứ. Em sẽ xem sau. Phía sau của nó thì sản xuất tại China nha quý vị nhé. Technology of America nhưng mà assembly of China. Đấy, sản xuất tại Trung Quốc. Giá cũng nói chung bây giờ thì việc sản xuất Trung Quốc cái gì thì nó cũng đúng thôi, vì cái nhân công giá rẻ mà, thì người ta phải làm vậy thôi để kinh doanh lợi nhuận thôi mà. Nhưng mà nói chung dân Việt mình thì vẫn xưa nay là ghét Trung Quốc rồi, nhắc đến Trung Quốc là không ưng. Là cá nhân em thì em cũng không ưng, dù em biết là dùng hàng thì nó có thể là tranh lệch nó không quá nhiều so với sản xuất ở Mỹ hay Nhật. Đối với những hàng hãng như vậy, trừ những hàng mà lặt vặt của Trung Quốc bán sang Việt Nam thì không nói, mà những hàng hãng như vậy thì nó cũng không quá chênh lệch nhiều. Tuy nhiên thì nghe đến Trung Quốc là không ưng. Tiếp theo đây là một bộ Diatone DS77HRBK này, màu đen. Con này thì nó có mấy bản hồi gỗ, tuy nhiên cái bản này là bản hồi màu đen. Bảo hành 3 tháng, giá 18.000. Thuế vào là 19.800, sản xuất là 1987. Loa là loa 3 way, trợ kháng 6 ohm. Và đây là một cặp. Đây, em tháo cái căng của nó ra. Diatone DS77HRBK nhỉ vị nhé. Bát 30. 1, 2, 3. Đây là thông tin của nó đây. 25 nhỉ vị. 25. Còn nói chung là nội thất nhìn rất là đẹp. Còn rất là đẹp. Ốc nhái gì thì vẫn còn ok hết. Hàng này thì vẫn còn nguyên bản. Họ không nên biết sửa chữa hay là tháo lắp gì cả. Đồng nghĩa với cái việc là nó nguyên bản. Thì nói chung là hàng ở mua bên này thì nó các khoản khác thì em cũng không dám chắc, nhưng mà hơn cái khoản là hàng chưa sửa chữa, chọc máy rồi thay thế mấy cái linh kiện lặt vặt, vì hơn là cái hàng bãi thì tất nhiên là tiền thì nó sẽ có giá đó, làm bằng kinh tế mà. Ở bãi thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, tuy nhiên thì rẻ hơn nhiều thì nó cũng có cái giá của rẻ hơn nhiều ấy. Em quay đây thì giá công khai vậy, người ta bán vậy thì em đọc vào cho nghe thôi, chứ không phải là em cũng không có nghĩa là gian lận gì, giá rổ hay gì cả. Thì giá nó đã vậy rồi, nhưng mà ở Việt Nam người ta bán còn rẻ hơn nữa, rẻ hơn nhiều. Mà cái giá này còn chưa tính cước, người ta chuyển cước về Việt Nam rồi người ta bán rẻ hơn. Thế mới căng khó ấy. Đấy. Bên này thì mấy bộ Kenwood, Denon, Victor, Yamaha, Audio Technica. Đây có mấy bộ con loa con mà quay vị cùng xem nhé. Loa bầu JBL trước đi, JBL Control 1X Chime, giá 15.000, chưa thuế. Thuế vào 16.500 là khoảng tầm 3.5 triệu nơi à. Một đôi vậy, đắt thật. Loa highway Bát 10, bảo hành 3 tháng, sản xuất 2002 vậy. Xem JBL thì có khả năng là made in China thôi, đa số là vậy.
đúng rồi, made in China. CNL thì nhà máy bây giờ sản xuất China hết mà. Đây này là một em bầu 12 năm loa đứng. Con này sản xuất 2003, bảo hành 3 tháng này. 60W và 6 ohm nha quý vị nhé. 2003, giá 2 mà chưa thuế, thuế vào 2002 tầm 4 triệu 6 gì đó. Đấy. Cũng khá đắt. Nói chung cái hồi gỗ các lại còn rất là đẹp. Bên này thì là một đôi em bầu có giá móc treo, giá một 10.000, 11.000 cả thuế, 1.000 cả thuế, giá lại quán nó là 2.4 triệu, 2.3 triệu, 2.4 triệu rồi. Chưa kể gốc cần chuyện, còn một đôi, một cái đôi giá của nó không là bán 2.000 này. Cái này rẻ, giá của tôi 2.200 cả thuế nha quý vị. Không có bảo hành đấy, đầu sắt này bảo hành gì. Đấy, em cũng quay mấy con cho quý vị anh chị của chú cùng tham khảo đấy. Em xin phép chấm dứt video tại đây. Em đang kiếm một vài đồ lặt vặt. Bên này có một mớ cái Amli Tiak và Maran Pioneer. Hôm sau sẽ quay cho quý vị cùng chú cùng xem. Em xin chấm dứt video và hẹn gặp lại video lần sau.